oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Dạ kính thưa mẹ. Sao con? Con xin phép mẹ cho con được làm quyền huynh thế phụ. Làm đi con, làm đi, làm đi. Để anh mời đó, anh mời mình ăn. Kính thưa mẹ. Ừ. Kính thưa gia đình hai họ. Phải đám cưới rồi. Ờ. Dạ kính thưa mẹ. Ừ. Dạ kính thưa người trong một nhà. Ừ, rồi vậy đi. Đến ngày hôm nay thì con mới thấm thía được câu: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Con thương lắm, con xúc động lắm mẹ. Và nhìn mẹ, nhìn mẹ con nhớ lắm, con nhớ cha lắm mẹ. Bởi vì tình cha mắm như chừng thái chương. Đúng rồi con, anh nói ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Dạ, đã nhắc đến cha thì phải nhắc tới mẹ. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Nói chung nhắc tới mẹ là tất cả những gì con muốn nói dành cho mẹ. Rồi đến khi cùng những ngày đầu tiên chập chững bước đi học, thì ngày đầu tiên đi học mẹ dắt con đến trường, con vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Lúc đó bà chưa mất, bà dắt nó. Dạ. Ừ. Bà. Dạ. 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 Rồi từng ngày, từng ngày, từng ngày con lớn lên, con lớn lên, con trưởng thành và mở được cái công ty này. Và ngày hôm nay có mặt tất cả anh em đây, con không bao giờ quên được cái ngày mà công ơn sinh dục của ba mẹ. À! Ôi, anh nói cái gì vậy hả? Sinh dục gì đây? Không, sinh thành dưỡng dục anh gom lại mọi người đói, mọi người đói. Cậu đâu có gộp được đâu. Nói đàng hoàng lại. Ờ. Và ngày hôm nay có tất cả mọi người ở đây không thể nào quên được công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ. Mẹ hiểu. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Và bây giờ cô xin hết. Tới Hải. Dạ cho em xin vài phút, dạ mẹ cho con xin vài phút được không mẹ? Được chứ con. Để anh Hải nói, còn phải anh Hải nói nữa. Nói đi con. Ủa? Gì vậy? Không phải, là con xúc động mẹ. Cẩn thận để xuyển đó con. Dạ, đúng rồi. Từ nãy giờ, nghe cái bài cảm nghĩa quá. Em nôn nao trong lòng lắm. Em cảm giác như là tình anh em mình như là bầu là bí. Nó có cái gì nó gắn bó với nhau, là keo sơn với nhau, anh hai hiểu không? Lúc đầu vô tình tặng quà cho anh hai, nhưng mà tại vì thấy lặng qua rồi cho nên chính vì vậy mới diếm quà luôn. Nhưng mà cha kỳ lại điều đó là không thể. Trời ơi, gia đình mà dễ thương quá, tình anh em với nhau đúng không mẹ? I love you, mẹ yêu con. Cảm ơn mẹ, phải yêu mẹ. Chính vì vậy em tặng quà cho anh. Anh phải tặng quà cho anh. Đúng rồi, đúng mẹ. Rồi con. Món quà đơn sơ mộc mạc, nhiều tiền vậy mình. À, dạ, có vài ngàn hả? Cái gì? À. Vài ngàn lận hả? Trời ơi, có nhằn nhò bao nhiêu đâu chị hai. Trời ơi, thôi mai mốt đừng có mua vài ngàn phí quá à. Mai mốt tấm lòng thôi là được rồi. Ôi, chị hai này, vợ chồng em hồi nào giờ rất là thực tế. Trời ơi, không có sao, chị hai đừng lo. Dạ, cái này nó được hơn mấy cái bông hoa này kia là dẹp. Dạ, cái thứ đó dẹp qua bên. Dạ, em nói thiệt. Này, sao vậy? Bông hoa này phong thủy hay. Con này là con phải vui chứ, con khóc vậy anh chị hiểu lầm là con cho quà rồi con đứt ruột á, con tiếc á, hiểu không? Dạ, cười đi. Dạ, nếu mà cái món quà này nha anh, theo phong thủy là nó xua đuổi tà ma hết nha anh nha. Đúng, rất giỏi quá. Anh để đâu cũng được nha. Trời để đâu cũng được nha. Hả, giỏi quá. Sao được? Đây nè, em tặng cho anh. Hả? Em tặng anh. Trời ơi, ý nghĩa nó sao con? Trời đất ơi, ý nghĩa nó rất là phong thủy, ý nghĩa nó rất là dữ dội. Nó nhỏ mà cái chất lượng. Trời ơi, hai đứa này lột xác. Sao trời ơi,
món quà quý vậy làm sao anh chấp nhận? Không, không có nhận đi, nhận đi con, nhận đi con. Mở đi anh hai, mở đi nha. Trời ơi, đi anh ngon quá. Tới vài ngàn lần đó anh. Mở nha, mở đi con, mở đi. Mọi người cùng coi nha. Lòng não. Đó, anh tin em chưa? Anh đã tin em chưa? Thấy chưa? Chị hai tin em chưa? Mày cung cung trùng này kia là đi chỗ khác hết. Anh để đâu cũng được hết trơn á, trong tủ cũng được. Anh mẹ, mẹ thấy là mình ăn đi. Ăn đi con, ăn đi để con chọn. Thơm lắm, thơm lắm, thử ăn đi, thử thôi. Thử thử đi. Thử đi. Cái này còn mới nha anh. Thôi được rồi, ăn đi, ta nói hai đứa câm họng ăn đi. Dạ dạ, ăn chứ. Ăn đi để nó. Thôi bây giờ anh dậy, rồi tới cái phòng của mẹ nè nha. Đây ha, ha. Tâm phải sáng nha con. Đây, cái này là của nó ha. Dạ. Ừ. Dậy đi nha con. Ừ thôi con cứ nhận đi, không có sao đâu. Cái này là tì hưu nè con, để giữ tiền nha con. Dạ. Bông này bông mẫu đơn. Bông mẫu đơn cho cái tâm của mình nó tịnh xuống. Bông của nhà Phật á, con hiểu không? Sáng không? Sáng không? Dạ. Yes, sáng không? Dạ con chào cô. Cô chào con. Cô cần gì ạ? Dạ cô cần gì cô cứ nói đi cô. Cô muốn mua hoa. Trời ơi, cô muốn mua hoa mà làm thấy ghê quá à. Bây giờ cô muốn mua hoa để trưng hay để tặng? Để trưng thôi. Để trưng hả? Dạ. Vậy bây giờ cô cho con hỏi nha, cô muốn trưng dịp gì? Dịp lễ, dịp Tết, dịp sinh nhật hay là trưng cho đẹp thôi? Đâu có dịp gì đâu. Để trưng cho đẹp thôi à. Trưng cho đẹp hả? Vậy cô muốn mua hoa gì? Con ơi, theo cái kinh nghiệm của con á, con chỉ giùm cô coi là mua hoa gì nha. Thì con biết rồi. Đương nhiên con là chủ shop hoa, con phải có nhiều kinh nghiệm chứ. Nhưng mà bây giờ cô phải nói cô thích hoa gì, màu sắc như thế nào thì con mới biết con chỉ cô được. Phải nói hả? Dạ, cô thấy trong lòng sao? Vậy hả? Ừ. Cô cũng không biết làm sao con ơi. Tự nhiên thấy trong người của cô nó lưng lưng á. Mà nó tưng tưng á. Mà nó hương phấn lắm con. Nó giống như là nó đang bay. Nó đang bay, bay. Bây giờ cô muốn xuống không? Con muốn con. Dạ mà con. Bay kiểu này mệt lắm. Có cái gì con giúp cho cô xuống đi chứ cô bay hoài cũng mệt quá rồi con ơi. Dạ được. Bây giờ con sẽ tư vấn về ý nghĩa tất cả các loài hoa. Dạ. Cô thấy cái nào được là cô chụp lại liền. Vậy hả? Con tư vấn đi. Cô chụp giỏi lắm con. Trời ơi, nhà bà chủ cô mà quăng cái gì ra cô chụp một cái không con. Cô nói thiệt với con, chăm phát chăm chúng. Con yên tâm cô chụp được. Nói đi con. Nè, hoa lan á nó tượng trưng cho tình bạn. Một tình bạn rất là tươi đẹp. Còn nhắc đến tình yêu, người ta phải nói đến hoa hồng. Hoa hồng nó kiêu sang nè, nó lãng mạn nè, nó nồng nàn, nó mãnh liệt. Còn hoa cúc đó cô, hoa cúc thì nó hoa hồng. Hoa hồng. Cô biết rồi, có bao nhiêu hoa hồng con lấy cho cô hết. Cô chịu hoa hồng. Cô đang có tình yêu phải không? Thích quá à. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.